Kính chào quý vị và các bạn, Hồng Dao rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình cập nhật những thông tin nổi bật trong ngày của báo Người Lao Động. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Phụ huynh ở Thái Bình phản ánh điểm thi lớp 10 liên tục nhảy múa, từ đỗ thành trượt. Ngày 23 tháng 8, trên mạng xã hội tiếp tục xôn xao khi một phụ huynh tại Thái Bình đăng tải thông tin về điểm thi môn toán vào lớp 10 của con mình liên tục nhảy múa sau mỗi lần tra cứu, từ đỗ sang trượt. Theo đó, bà LTD, trú tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, mẹ của thí sinh LKA, thông tin trên mạng điểm thi vào lớp 10 trung học phổ thông đợt 1 của con bà, các môn ngữ văn, toán, tiếng Anh lần lượt là 7,25, 4,5 và 4,2. Đến ngày 20 tháng 8, sau khi thanh tra, điểm toán của con bà D được tăng thêm 1 điểm là 5,5 điểm và vẫn đỗ nguyện vọng 1 vào trường trung học phổ thông Chu Văn An. Tuy nhiên, ngay sáng hôm sau, sáng 21 tháng 8, cô giáo chủ nhiệm lớp 9 của học sinh này báo con bị trượt. Gia đình vội vào tra lại điểm thi thì tá hỏa khi điểm môn ngữ văn và tiếng Anh vẫn giữ nguyên nhưng môn toán tụt 5 điểm xuống còn 0,5, kéo theo tổng điểm còn 21,7, đồng nghĩa với việc thí sinh LKA bị trượt. Cùng với thông tin phản ánh, gia đình bà D có cung cấp 3 hình ảnh chụp màn hình thể hiện điểm số của thí sinh thay đổi qua các lần truy cập. Bà D thông tin thêm, thời điểm đi thi vào lớp 10 về, khi so sánh bài làm của mình với đáp án, con bà đã ước chừng môn toán đạt khoảng 5 điểm. Sau khi tiếp nhận thông tin trên, ngay trong chiều ngày 23 tháng 8, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình đã tổ chức cuộc họp với các cá nhân, đơn vị có liên quan và có sự tham gia của đại diện Công an tỉnh Thái Bình, đại diện Viettel Thái Bình, đại diện Ban giám hiệu trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, bà LTD là mẹ của học sinh LKA. Tại cuộc họp, bà D có trình bày điểm môn toán của thí sinh LKA có thay đổi khi tra cứu ở các thời điểm khác nhau trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp tỉnh Thái Bình. Cụ thể, điểm tra cứu trên hệ thống trước thanh tra là 4,5 điểm môn toán. Điểm tra cứu trên hệ thống sau thanh tra, theo phản ánh của phụ huynh, lúc 9 giờ 02 phút ngày 20 tháng 8 là 5,5 điểm, lúc 16 giờ 14 phút ngày 20 tháng 8 là 5,5 điểm, lúc 9 giờ ngày 21 tháng 8 là 0,5 điểm. Gia đình cũng cung cấp 3 hình ảnh chụp màn hình. Gia đình có đề nghị làm đơn phúc khảo điểm thi môn toán cho học sinh ngay và đề nghị sở làm rõ sự việc trên. Tại buổi làm việc, đại diện Viettel Thái Bình đã mở lịch sử tra cứu trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp tỉnh Thái Bình với sự chứng kiến của các thành viên tham gia cuộc họp. Kết quả cho thấy, thí sinh LKA tra cứu hơn 20 lần. Tất cả các lần tra cứu môn toán đều là 0,5 điểm, có lịch sử tra cứu chi tiết kèm theo, trong đó có một lần tra cứu vào lúc 9 giờ 02 phút 58 giây, chung với thời điểm gia đình cung cấp. Sau đó, cán bộ Viettel Thái Bình tiến hành tra cứu điểm thi của thí sinh LKA trên hệ thống trước tất cả các thành viên. Tại thời điểm tra cứu, điểm toán là 0,5 điểm. Ông Đặng Xuân Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Bình cho biết đã cho kiểm tra lại điểm trên hệ thống công bố điểm và không hiểu dữ liệu trên màn hình của thí sinh LKA, gia đình lấy từ đâu. Ông Phong cho biết thêm, theo giải thích của giới chuyên môn, có những trường hợp sửa được con số trên màn hình hiển thị nhưng số bị sửa không lưu lại trên hệ thống. Phía sở đã khuyên phụ huynh làm đơn phúc khảo để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh. Theo bà LTD, hiện gia đình đã làm đơn phúc khảo cho thí sinh LKA. Thi vào lớp 10 ở Thái Bình, gần 1.600 thí sinh bị sai điểm, 258 thí sinh từ đỗ thành trượt. Sáng 20 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã họp báo thông tin về kết quả kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông tỉnh Thái Bình năm học 2024-2025 sau khi thanh tra. Ông Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, chủ trì cuộc họp báo. Kết quả thanh tra xác định trong quá trình thực hiện hồi phách bài thi tự luận, số lượng bài thi được kiểm tra khớp phách bằng tay chỉ đạt tỷ lệ 0,71%, không đảm bảo ít nhất 20% số bài thi tự luận theo quy định. Khi phát hiện sai sót, ban thư ký không lập biên bản mà chỉ ghi lại thông tin những thí sinh có sai sót và chuyển cho trường. Ban chỉ đạo kỳ thi dẫn đến không xác định rõ nguyên nhân và có biện pháp khắc phục. Đoàn thanh tra thực hiện khớp phách bằng tay xác định có 2.997 bài thi lệch phách, làm sai điểm của 2.750 bài thi, có 49 bài thi sai sót trong quá trình ghi điểm và nhập điểm. Trong đó, có 19 bài thi bị sai điểm so với bảng điểm đã công bố. Tổng số 2.769 bài thi tự luận bị sai điểm, trong đó 1.368 bài thi có điểm cao hơn
điểm đã công bố, 1.401 bài thi có điểm thấp hơn điểm đã công bố, tổng số 1.589 thí sinh bị sai tổng điểm, trong đó có 781 thí sinh có tổng điểm xét duyệt cao hơn, 808 thí sinh có tổng điểm xét thấp hơn điểm đã công bố. Thanh tra tỉnh Thái Bình bước đầu xác định, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi, ban thư ký đã không thực hiện đúng quy định trong quá trình thực hiện hồi phách bài dự thi, tự luận kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông tỉnh Thái Bình năm học 2024-2025. Việc này dẫn đến công bố sai tổng điểm của 1.589 thí sinh, sai điểm chuẩn xét tuyển đợt 1 của 4 trên 12 lớp chuyên và 11 trên 29 hội đồng tuyển sinh các trường trung học phổ thông Đại Trà, sai kết quả tuyển sinh của 510 thí sinh. Trưởng ban thư ký và cá nhân có liên quan ban thư ký không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong thực thi công vụ. Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi thiếu trách nhiệm, không kiểm tra giám sát và không kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về sự cố bất thường, dẫn đến nhiều phụ huynh học sinh bức xúc. Cụ thể, ông Nguyễn Viết Hiển, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo, chịu trách nhiệm người đứng đầu, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Thái Bình năm học 2024-2025, công chức viên chức của ban thư ký trong việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được giao tại kỳ thi. Thanh tra tỉnh Thái Bình kiến nghị Sở Giáo dục Đào tạo công bố kết quả điểm thi và tổ chức việc xét tuyển theo quy định. Sở Nội vụ tham mưu gia hạn thời gian đình chỉ công tác đối với Nguyễn Viết Hiển, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh, để tiếp tục phục vụ công tác thanh tra. Cũng tại buổi họp báo, đại diện Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Bình đã gửi lời xin lỗi tới phụ huynh và thí sinh toàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình cũng đã giao thanh tra tỉnh tiếp tục làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm dẫn đến sai phạm của tập thể cá nhân trong kỳ thi vừa qua và xử lý theo đúng quy định pháp luật. Như báo Người Lao động đã đưa tin, trước đó bà PTY, sinh năm 1977, trú tại xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, đã có đơn tố cáo những bất thường tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 của tỉnh Thái Bình đến các cơ quan chức năng và báo chí. Bà PTY bức xúc. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm 2024-2025 tỉnh Thái Bình diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 8 tháng 6. Tới ngày 16 tháng 6 thì công bố cho tra cứu điểm thi. Khi thấy điểm thi, gia đình tôi và rất nhiều phụ huynh học sinh, các giáo viên trường trung học cơ sở trong toàn tỉnh vô cùng bất ngờ và bức xúc bởi điểm số không phản ánh đúng kết quả làm bài của học sinh. Mặc dù được động viên nhưng con tôi và các cháu bị sốc tinh thần, trầm cảm, tâm lý không ổn định, cha mẹ luôn phải canh giữ và không yên tâm làm việc trong suốt một tháng. Cũng theo bà Dê, bước vào kỳ thi tuyển sinh nói trên, con trai bà là học sinh giỏi môn toán. Năm học lớp 9, cháu được tuyển chọn vào trường điểm trong huyện để bồi dưỡng đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông vừa qua, cháu đăng ký dự thi vào trường trung học phổ thông chuyên Thái Bình. Hôm thi về, cháu tự chấm khả năng của cháu điểm môn toán thường vào khoảng 9,75, môn văn và tiếng Anh khoảng 8 điểm và môn toán chuyên khoảng 5,5 điểm. Vậy nhưng khi nhận kết quả kỳ thi môn toán thường, cháu chỉ được 6,75, toán chuyên được 4,25, văn được 7,5 và tiếng Anh được 7,8, bà Dê cho hay. Sau đó, gia đình bà Dê và nhiều phụ huynh khác nộp đơn phúc khảo. Kết quả phúc khảo điểm môn toán thường của con trai bà tăng lên từ 6,75 đến 9 điểm, tức chênh lệch 2,25 điểm. Kèm lá đơn nói trên, bà Dê cung cấp danh sách 18 số báo danh của thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 tại Thái Bình, mà bà này khẳng định là có sự thay đổi chênh lệch điểm khá lớn sau khi phúc khảo. Tất cả các số báo danh này đều có điểm tăng sau phúc khảo, cá biệt có số báo danh 260XXX có điểm toán tăng từ 3,75 lên 9,5 điểm, chênh lệch 5,75 điểm. Những thông tin thời sự mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật ở những chương trình tiếp theo. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube của Báo Người Lao Động để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.